Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Command Hero Game. Ok, đây là cái thử thách số 1 trong sự kiện lần này. Và thử thách số 1 này thì nó cũng tương đối, gọi là nó cũng hơi khó khó và nó hơi nhẹ nhàng một tí. Ok, mỗi quân địch ở mỗi phe ta khi mà kết thúc hành động thì trong phạm vi một vòng sẽ gây ra một cái lớp đau khổ ngẫu nhiên. Và khi mà có đạt được bớp 3 lớp đau khổ thì sẽ bị phá thủ, không di chuyển cũng như là không tấn công được. Còn riêng về con mục tiêu mà chúng ta phải cần tiêu diệt ở phía trên là con Amida thì phải còn đến 8 lớp đau khổ thì nó mới bớt di chuyển được. Ok, ở dưới thì nó sẽ có con Zuler của phe địch và Zuler của phe ta. Khi mà man gây lên 3 lớp đau khổ vào con Zuler của phe địch đó thì nó đứng yên và con Zuler của phe ta mới được hành động. Và cái con Zuler của phe ta đó, khi mà nó kết thúc hành động thì trong phạm vi một vòng nó sẽ gây cho mỗi quân địch một lớp đau khổ, và nó cũng có một skill AoE trong phạm vi một vòng và gây thêm 2 lớp đau khổ nữa. Còn nói chung thì con Zuler bên phe mình nó sẽ gây ra rất là nhiều cái lớp đau khổ. Rồi ok, bây giờ thì mà anh sẽ gây ra mấy lớp đau khổ lên cái đội ở phía bên này để mà nó bị đứng một chỗ đi. Đứng một chỗ, tại vì mấy con này nó đang bị phong ấn, mà khi mà chúng ta gây sát thương vô cho một con thì tất cả nó đều tỉnh, và khi mà tất cả nó đều tỉnh thì nó quýnh má ơi luôn á. Rồi ok, né tạm ngựa này ra. Ok rồi thì ở đây nó có hai con nó được đạt được 3 lớp đau khổ rồi, nó đứng yên tại chỗ rồi, nó bị phá thủ rồi. Gì đó không có hút rồi, hút rồi nó bị phá thủ các bạn. Và đó, nó tập trung hết về một chỗ đó thì man sẽ làm cho tụi nó đứng ở một chỗ này, đứng hết ở chỗ này luôn. Mấy con này thì không sao, có chỉ có sợ con ngựa thôi. Con ngựa thì nó có skill cắm hồi máu mà nó đam hai đòn thì nó cũng hơi mệt một tí. Con ngựa bên kia nó đang có 2 lớp và con ngựa bên kia nữa nó đang có 1 lớp. Nhưng bây giờ con ngựa bên kia nó được 3 lớp rồi. Được 1 2 3 4 5 con. 5 con phá thủ rồi. 5 con đứng yên tại chỗ các bạn. Thì bạn có làm, nếu bạn nào chưa đi thì làm theo man ở cái khúc này thôi. Còn những cái khúc sâu các bạn có thể là linh động để mà giảm cái hiệp nó lại các bạn. Còn man đi thì có vẻ nó như là nó hơi lâu một tí. Ok, ngựa dính chết chùm luôn. Ngựa dính chùm luôn rồi. Rồi con kiếm kia dính đòn luôn rồi. Rồi chạy lên trên thôi. Man từ từ man chạy lên trên. Ở dưới đây là xong rồi các bạn. Giờ chỉ cần lên con Amida. Thì con Amida nó cũng có hai cách. Một là bạn dụ nó chạy qua, hai là bạn đẩy nó xuống cái đám ở dưới á. Nhưng mà đẩy nó xuống đám ở dưới thì phải gọi là nhốt nó lại, chứ để nó giải thủ mấy con này. Nó có cái skill, man sẽ sử dụng cái skill đánh để mà nó giải thủ trước các bạn. Ok, đại khái thì bây giờ nó cũng đơn giản rồi đó. Để còn hai con giáo kia nó hơi nhồi nhồi tí xíu thôi. Nói chung thì khúc này là ở phía dưới là xong hết rồi bạn, chỉ còn ở phía trên thôi. Này bay qua quýnh nó luôn nha. Man đẩy nó đi. Nói chung mà man đẩy nó đi thì tuần sau man chờ nó qua. Man đẩy nó đi để cho cái con Amida đó nó cái sử dụng cái skill mà giải thủ ở trong phạm vi nó soi dịu tâm linh đó.
thì nó giải cho mấy này đi, coi như là nó xài cái skill đó rồi đi, thì giờ tuần sau nó sẽ cái skill đó nó lâu hồi hơn, mình dụ nó qua mình rồi bây giờ là chờ ở trên kia xuống thôi. Cái lúc này thì cái tụi ở dưới nó hết lên được rồi các bạn, mà đáng tiếc là cái tụi ở trên kia nó đứng yên, tôi hồi nãy nó đứng yên, bây giờ thì mình phải đi qua đó. Ai con Amida nó có một cái skill AoE mà khi nó AoE nó sẽ gây ra cho chúng ta một lớp đau khổ, rồi khi mà kết thúc hành động ở trong cái phạm vi của nó cũng gây cho mỗi mỗi một lính Veta vậy một lớp đau khổ nữa, nên là nhiều khi là nó sẽ làm cho Veta đứng yên đó các bạn. Rồi bây giờ chờ tuần nó qua cái lúc mà mình chưa có đi tới các bạn, là phải chạy. Mà nó vẫn phải né skill out air cũng đó. Đó, nó qua rồi đó. Nó giải ở dưới này. Nãy lúc nãy lên đẩy nó xuống cho nó giải ở dưới này luôn cũng được ha. Thì nó ở dưới đây chắc chồng cả một đống lớp, hơn 8 lớp mà nó giải có 3 lớp mà sợ gì. Rồi, đẩy nó xuống. Nó phải đạt 8 lớp nó mới đứng yên, chứ mới 3 lớp mà nó nhồi lắm. Được 2 lớp rồi nhưng mà đẩy không vui. Được 5 lớp rồi. Lúc nãy nó mới chơi skill giải rồi các bạn, giờ nó không giải được. Dính. Chết một con. 7 lớp rồi. chết con Zuler luôn. Chết quá ba con là thua các bạn. Ok xong hả? Bây giờ thì con Amida dưới đó nó mất cái skill giải rồi. Nó cũng ở đứng ở đó luôn. Ê, nó lại giải các bạn. Ủa skill đó nó hồi mau vậy ta? Lại tuôn nữa. Nó đúng ra là cái lúc nãy mình nên đẩy nó xuống. Đẩy nó xuống để nó muốn giải cái gì đó nó giải. Ok xong đủ 8 lớp. Ok Manro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc bạn ngày chơi game vui vẻ.